Chào mừng các em đã đến với www.sửamay66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Phong cách ngôn ngữ báo chí. Kết quả cần đạt. Thứ nhất, hiểu được khái niệm ngôn ngữ báo chí, các thể loại chủ yếu của văn bản báo chí và đặc điểm của phong cách ngôn ngữ báo chí. Thứ hai, biết viết một bài đưa tin trên báo tường, biết phân tích một bài phóng sự hoặc tiểu phẩm báo chí. Một la mã, ngôn ngữ báo chí. Một nhỏ, tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí. A nhỏ, bản tin. Một bản tin cần có thời gian, địa điểm, sự kiện chính xác nhằm cung cấp những tin tức mới cho người đọc. Ví dụ như đoạn trích. Bản tin giáo dục thứ ba 27 tháng 3 năm 2007, 10 giờ 58 phút. Tựa đề: Tôn vinh 122 thủ khoa năm 2006. Theo tin từ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 122 thủ khoa sẽ được tuyên dương tại Hà Nội từ ngày 29 đến 31 tây tháng 3. Trong số đó, có 98 thủ khoa của kỳ thi tuyển sinh đại học và đạt huy chương vàng ở các kỳ thi Olympic quốc tế, 24 thủ khoa tốt nghiệp đại học năm 2006. Chương trình tôn vinh thủ khoa năm nay mở rộng về đối tượng, không chỉ tôn vinh những thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh mà còn tuyên dương cả những thủ khoa đã tốt nghiệp đại học. Các thủ khoa sẽ được nhận phần thưởng và học bổng trị giá 1 triệu đồng do Trung ương Đoàn tặng. 50 thủ khoa tiêu biểu đại diện cho 122 thủ khoa đến từ mọi miền Tổ quốc sẽ tham gia các hoạt động như dâng hương tại Văn Miếu, báo công và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham gia buổi gặp gỡ với một số vị lãnh đạo của chính phủ và giao lưu với thanh niên, sinh viên thủ đô. Sắp tới, Trung ương Đoàn sẽ thành lập câu lạc bộ thủ khoa Việt Nam nhằm liên kết tập hợp những sinh viên giỏi để cùng trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm học tập. Tác giả HT. B nhỏ, phóng sự. Tựa đề của phóng sự: Nơi đầu tiên xóa xong nhà tạm cho đồng bào dân tộc. ... Tiếp theo. Vượt gần cả 100 km đường rừng, qua cua chữ A, ngầm Ta Lê, lên đến cửa khẩu Cà Rồng, Nọng Ma, và phía trên là đỉnh Phu La Nhít, để tận mắt thấy gần 500 ngôi nhà vững chãi, khang trang, mái tôn đỏ thẫm, hòa quyện với bát ngát rừng xanh ngăn ngắt. Ông Nguyễn Cẩm Sơn đã chí lý khi nói rằng, kết quả trong mơ ấy một lần nữa chứng minh sức mạnh của cộng đồng có thể làm được những điều tưởng như không thể trong thời gian không dài. Từ bản 39 của người Arem cho đến bản 51-61 Cà Rồng của người Ma Công, hay bản Cu Tồn, Cờ Đỏ, Aki của người Khùa, người Mường, dưới những mái nhà mới tinh còn thơm mùi gỗ là tiếng hát, tiếng cười, nối dài, dội vào vách núi. Theo báo Tiền Phong ngày 22 tháng 1 năm 2007. Phóng sự báo chí về thực chất cũng là bản tin, nhưng được mở rộng phần tường thuật chi tiết sự kiện và miêu tả bằng hình ảnh để cung cấp cho người đọc một cái nhìn đầy đủ, sinh động và hấp dẫn. Xe nhỏ, tiểu phẩm. Nhà, ... chằng tin. Gạch đầu dòng. Ở thành phố ta vừa có thêm một sự lạ. Gạch đầu dòng tiếp theo trả lời. Lạ gì? Không lẽ lại nắng đường? Ôi, nắng đường là chuyện xưa rồi Diễm. Đây là xây nhà. Ôi, xây nhà thì cũ mềm. Nhưng sao? Cấp phép 3,5 tầng. Bữa nay mọc thêm 5,5 tầng. Sau 16 lần sai phạm bị xử lý. Thế là cứ chém lại mọc thêm. Bác ơi, chắc là nhà chằng tin rồi. Này, sao họ không thừa thắng mà xốc tới nhỉ? Xốc tới để làm cái gì? Sai phạm thêm vài lần để nâng thêm vài tầng. Nhưng mà họ có phép thuật gì ha? Có chứ, một phép thuật dạng năng. Phép thuật nào? Làm cho khốc hại chẳng qua gì tiền. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng
ngày 13 tháng 4 năm 2007. Tiểu phẩm trên đây cho thấy báo chí còn có những thể loại gọn nhẹ, với giọng văn thân mật, dân dã, thường có sắc thái mỉa mai châm biếm, nhưng hàm chứa một chính kiến về thời cuộc. Số 2. Nhận xét chung về văn bản báo chí và ngôn ngữ báo chí. A nhỏ. Báo chí có nhiều thể loại. Ngoài các thể loại tiêu biểu kể trên, còn có những thể loại khác như là thư bạn đọc, phỏng vấn, quảng cáo, trao đổi ý kiến, bình luận thời sự, vân vân. Báo chí tồn tại ở hai dạng chính là dạng viết, có nghĩa là báo viết, và dạng nói là đọc, thuyết minh, phỏng vấn miệng ở trong các buổi phát thanh và truyền hình. Ngoài ra, còn có loại báo hình kèm theo lời dẫn giải, thuyết minh, đó là báo ảnh, truyền hình, báo điện tử. B nhỏ. Mỗi thể loại có yêu cầu riêng về sử dụng ngôn ngữ. Ví dụ, ngôn ngữ bản tin, ngôn ngữ phóng sự, ngôn ngữ tiểu phẩm, vân vân, đều có những quy ước khác nhau. C nhỏ. Tuy có nhiều thể loại và dạng như vậy, nhưng ngôn ngữ báo chí có một chức năng chung là cung cấp tin tức thời sự, phản ánh dư luận và ý kiến của quần chúng, đồng thời nêu lên quan điểm, chính kiến của tờ báo nhằm thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Do phạm vi thông tin rộng rãi trên nhiều mặt hoạt động của xã hội, cho nên ngôn ngữ báo chí không bị giới hạn ở một lĩnh vực nào. Có thể nói, nó bao gồm hầu hết các phạm vi sử dụng ngôn ngữ của xã hội. Ghi nhớ. Ngôn ngữ báo chí là ngôn ngữ dùng để thông báo tin tức thời sự trong nước và quốc tế, phản ánh chính kiến của tờ báo và dư luận quần chúng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội. Ngôn ngữ báo chí được sử dụng ở những thể loại tiêu biểu là bản tin, phóng sự, tiểu phẩm, vân vân. Luyện tập. Câu 1. Đọc một tờ báo và xác định những thể loại văn bản báo chí trên tờ báo đó. Câu 2. Phân biệt hai thể loại báo chí, bản tin và phóng sự. Câu 3. Viết một tin ngắn phản ánh tình hình học tập ở lớp. Chú ý những chi tiết cụ thể về thời gian, hoạt động, kết quả, số liệu, vân vân. Trả bài làm văn số 3. Kết quả cần đạt. Thứ nhất, thấy rõ những ưu điểm và hạn chế trong bài làm văn số 3. Thứ hai, rút ra những kinh nghiệm về việc vận dụng kết hợp các thao tác, lập luận phân tích và so sánh ở trong bài văn nghị luận. Tham khảo tiết trả bài làm văn số 1, đặc biệt chú ý đến việc vận dụng kết hợp các thao tác lập luận, phân tích và so sánh trong bài văn nghị luận. Cùng cả lớp tham gia phân tích, xác định yêu cầu của đề bài và lập dàn ý. Luyện tập thao tác lập luận phân tích và thao tác lập luận so sánh trong văn nghị luận. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.